mình có áp dụng được cái mô hình là Scrum này trong cái mô hình đó. Tức là trong IT thì lúc đầu mình áp dụng là nó phải full cái vị trí trong cái Scrum này. Nhưng ví dụ như về automation là chỉ riêng những bạn automation thôi thì mình có apply được. Vẫn được, em đã apply rồi, em đã từng làm auto đã apply thì nó vẫn được luôn nha chị. Và tất nhiên rằng là mọi người nhớ lại một cái câu em nhắc rằng là Scrum á, nó là một cái framework, thì lúc áp dụng cho team này nó có thể cắt bớt một vài role hoặc là cắt bớt một vài thứ, rồi áp dụng cho team kia nó sẽ cắt bớt một vài thứ, thì đó là nguyên nhân khiến cho mình, nhưng mà mình hiểu rằng là cái nào là cái nên cắt, cái nào nên cái giữ lại. Ví dụ như là nếu mà khi mà mình áp dụng cho automation team đi chẳng hạn, bản chất nó là một cái team và nó không BO, nó không có yêu cầu từ BO, nhưng mà nó sẽ có yêu cầu từ những team khác. Ví dụ như rằng là team BO họ yêu cầu mình chẳng hạn là bảo tao muốn automate cái tính năng này chẳng hạn, thì đó cũng là một cái requirement, thì đó cũng là một cái backlog ở chỗ này này chị. Đó là một cái tích cực. Rồi tiếp theo đó nữa thì có những cái là mình vẫn vận hành được, ví dụ như là những cái meeting này này, những cái meeting này này, những cái event đó, ví dụ như là daily này, Zoom thì sẽ có rằng là daily, retro, demo mình sẽ áp dụng được đấy. Thì chắc là tới cái lúc đó mình em sẽ dạy, rồi em sẽ nói về cái chi tiết là example về cái chuyện của em áp dụng cái Zoom như thế nào đối với team automation. Ok. Thì cứ khách nói là đến đến cái lúc mà mình sẽ, em dạy hết hết các event á, thì em sẽ nói đến cái chuyện là mình áp dụng event nào cho cái team automation kia. Dạ rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Chắc là vậy thì mình sẽ đi qua là nãy nhờ mọi người, nếu mà có một số bạn mà chưa học bao giờ ấy, thì chắc là nãy giờ nghe nói kiểu hơi lùng bùng lỗ tai ấy, thì hôm nay bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết rằng là trong cái mô hình sum á, thì trong một cái sum team thì nó sẽ có những cái role nào và ai sẽ làm cái gì. Ok ha. Rồi đến cái bước là role nào rồi đúng không, có những cái role nào rồi đúng không. Đây, mọi người nhớ về, mọi người như sẽ gửi cái slide này cho mọi người, mọi người về mọi người sẽ có thể đọc những cái lý thuyết này nhá, là sum thì nó sẽ có những cái tính chất như thế nào, ví dụ như là tập trung, commit, mọi người respect, openness. Thì có thể là chút xíu nữa mình sẽ nói tới lại sau, mình sẽ nói đi thẳng vào vấn đề về cái chuyện là trong một cái sum team á, thì mình sẽ có những cái role nào á. Thì trong sum team á, thì mình sẽ có là software developer. Thì bản chất software developer thì sẽ có những ví dụ như là nãy mình nhung ví dụ ở chỗ này, này là mình sẽ có rằng là có back end này, có front end này. Cái này là bạn mobile là bạn front end, bạn back end này, thì front end có front end web. Đấy, rồi có back end, có front end, rồi có QA. Thì mình sẽ được tính rằng là development, rồi chỗ này là software. Tiếp theo nữa là trong cái software này nhá, mình sẽ có bao gồm cả QA luôn nha mọi người. Tức là gọi tắt đó, là các cái bạn này, tức là các bạn thành viên chức năng đó, gọi là development team. Đó là development team, gọi chung là development team nha mọi người. Thì có thể là back end thì back end Node.js, back end JavaScript, không, JavaScript là không, em xin lỗi mọi người. Nhưng mà về cơ bản là nó sẽ có rằng là development team, tức là những cái bạn mà có chức năng ở trong team đó, kiểu giống như là chơi mấy cái game ma sói kiểu chức năng phù thủy này nọ mọi người, tức là kiểu giống như là không phải là dân làng ấy. Kiểu giống như là tôi có sức mạnh ấy, thì như bạn back end thì có sức mạnh tạo ra API, rồi bạn front end là có sức mạnh, front end mobile thì tạo ra giao diện trên mobile à. Đấy, thì đều là những cái người mà sẽ có chức năng. Rồi. Mọi người hiểu. Hiểu. Được rồi. Rồi tiếp theo nữa rằng là sau rồi tiếp theo nữa là product owner. Thì product owner thì sẽ được tính rằng là sẽ được tính rằng là cái product owner tiếng Việt là gì mọi người, là cái người quản lý, không phải quản lý, chủ sở hữu của sản phẩm. Chủ sở hữu của sản phẩm, ví dụ như là mọi người tưởng tượng nhé, là chủ sở hữu của sản phẩm, ví dụ như rằng là khách hàng có phải là chủ sở hữu của sản phẩm hay không, thì xin xin phép nói là không nha. Ý là có một số khách hàng đó là kiểu như là đối với sản phẩm đó, thì giống như ở cái chỗ này này, project lead này, mình sẽ viết thêm một cái chữ gọi là khách hàng, client ở đây đi. Client. Rồi. Các bạn tưởng tượng ra một cái bài toán nhé, là cái thằng khách hàng này nó tìm tới cái thằng sale, xong rồi thằng sale bán hàng thành công rồi ha, và nói chuyện với thằng DM.
Xong thằng BM bảo là à ok, vậy bây giờ cái requirement này tao sẽ đưa cho thằng BO. Thì cái thằng BO này sẽ là cái thằng đại diện để làm cái sản phẩm IT này cho mày, một cái sản phẩm IT nào đó, một cái sản phẩm IT nào đó. Còn ấy, ví dụ như cũng là cái thằng khách hàng này luôn, nhưng mà ví dụ như là nó nói rằng là nó muốn đưa cái sản phẩm này ra thị trường, thì nó sẽ được nói chuyện với một cái thằng marketing đấy. Thì cái bài toán nó sẽ là như thế này, và cái thằng khách hàng này á, là mặc dù nó trả tiền để cho mình làm, nhưng mà mình có làm được hay không và làm như thế nào và mình sẽ làm trong bao lâu á, ví dụ như vậy. Đầu tiên là mình sẽ làm cái gì ấy, thì cái bạn mà BO này sẽ là cái người quản lý cái chuyện đó, thì được tính là product owner. Thì product owner á, hiện tại nếu mà các bạn đang làm sản phẩm á, thì nó sẽ có hai loại, là product owner dành cho khách hàng của mình, là giống như họ trả tiền một cục, xong rồi là hoặc là họ trả theo gói, hoặc là họ trả bằng một cái cách nào đó, tóm lại là mình làm sản phẩm để họ xài. Còn có một cái kiểu product owner nữa, ví dụ như mọi người tưởng tượng là Zalo đi chẳng hạn, thì khách hàng chính là end user. Tức là end user mình roll out một cái product ra cho rất là nhiều người xài đi chẳng hạn. Và cái bạn BO này này, bạn ấy sẽ cần làm nhiều việc hơn. Ví dụ như là thay vì bây giờ là nếu mà bán những sản phẩm cho khách hàng, tức là thay vì bây giờ là client họ đưa tiền rồi đưa cho bạn BO, đưa yêu cầu cho bạn BO để bạn BO phân tích đi chẳng hạn, xong rồi đưa ra cái backlog, thì bây giờ bạn BO sẽ cần nói chuyện với rất nhiều những cái bạn end user, tức là những cái account của Zalo ấy, để có thể collect, để có thể lấy lại tất cả những cái thông tin để đưa ra một cái tính năng, thì cũng được tính là một BO. Là BO là sẽ là cái người mà sở hữu cái sản phẩm đó, tức là sở hữu ở đây là không phải là cầm nắm được, mà là kiểu như là cái người đại diện để hình thành ra cái sản phẩm đó. Tất nhiên là để cho cái sản phẩm đó có thể sử dụng được thì cần có cái đội development team.